ra để giúp mình ha. Thì các bạn search trên YouTube á, thì cái thanh tìm kiếm các bạn tìm Help VKT Vlog và các bạn tìm và bấm đăng ký giúp mình nha. Đăng ký giúp mình ủng hộ cho mình lên 1.000 lượt đăng ký nha các bạn. Đăng ký xong các bạn bấm vào cái quả chuông mới được tính nha. Đó, rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, đây, đăng ký ủng hộ Help VKT. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ nha, nhớ nha, đăng ký giùm Help nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục thưởng thức cái video thôi. Hello, hello everybody. Welcome to Help VKT. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một server cũ kiếm ha. Con này mới reset lại, server cũng tương đối là được ha. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn đăng ký coi. Rồi chúng ta nói tiếp. Ở đây thì cả nhà yêu. Rồi, mật khẩu mình bỏ qua, đây chính là mật khẩu ha. Rồi xong các bạn bấm cái nút màu xanh ha. Và bây giờ chúng ta bấm vào đây, chọn cái server. Hiện tại thì mình đang quay cái server này là vào lúc đâu rồi? Đây. Ủa gì 10 giờ mấy ba? Lô chắc để lộn giờ rồi. Giờ này là 12 giờ 1 giờ rồi ha. Ở đây mình sẽ bạn nào chưa có chơi game cũ kiếm thì mình nói sơ qua về một số nhân vật ha. Đây. Đây là hiệp khách ha. Đoán là vậy, cũng chẳng có chơi server Việt nên không biết. Đó. Thì nói trước là game này rất là nặng ha. Các bạn chơi game các bạn làm ơn các bạn mở tiếng lên để mình nói chuyện các bạn nghe giúp cái. Con game này là bao nặng luôn ha. Cài nó xong thì ê, này con này nãy lấy rồi. Cài nó xong thì sơ sơ mà cái ổ cứng mà nó chỉ chiếm có 5 GB mấy 6 GB à ha. Thì không không nặng lắm đâu, nhẹ mà. Này mình test giấc khuya ha, nên nó cũng gọi là hơi mượt. Và admin hôm bữa cũng mới reset lại server nên chơi cũng khá ok ha. Không đến nỗi gọi là phế hay là hư này nọ. Anh em nào có chơi thì vào ủng hộ Help VKT ha. Nói trước là game rất là nặng ha. Các bạn tính trước khi mà tải về ha. Sợ nhiều khi các bạn tải về là chơi không được lại ngồi chửi Help VKT nữa. Phái này là chỉ có nữ ha. Ô, cái gì vậy? Game không dành cho 18 nha, dưới 18 nha, kỳ lắm á. Có thể là con cái video này khá là dài nhưng mà mình sẽ gắng cố gắng giới thiệu sơ qua cho các bạn xem một cách là nhanh nhất. Đó, con này là mình thấy ngon nhất. Ồ, nhìn bá đạo vãi. Nhìn như phái bá đạo trong cái server Võ Lâm Truyền Kỳ á các bạn. Nó giống giống vậy tự tự á. Đây tới cây đao rồi đúng không? Tới cây quạt nè, giờ tới cây quạt. Con này là chơi độc hay là gì nè? Lúc trước mình có giới thiệu các bạn một video ha, hai cái. Một cái là giới thiệu và một cái livestream test hết mấy con cho các bạn xem ha. Con này mình đã có hướng dẫn rất là nhiều và rất là kỹ luôn rồi. Bạn nào nếu mà không thích xem video này thì có thể tìm lại trong kênh HelpVKT ha.
Giờ mình thấy là con này là rất ít trang mà kéo con này về cho các bạn chơi ha. Chỉ vì đơn giản là nó rất là nặng. Và hiếm khi mà các bạn mà vào online mà vào chơi được con này lắm. Mình nói thật. Đối với mình thì mình reset con này 3-4 lần rồi ha. Mà tới lần này là mình mới vô mà thấy nó mượt đến vậy ha. Không biết thì trước khi mà mình up con này lên cho các bạn thì chắc là mình cũng phải test sơ lại coi nó còn chơi được không mình mới up ha. Rồi đó, thấy chưa? Đó, lắc vô kìa, lắc vô kìa. Các bạn nào chơi không được có thể fake IP ha, fake IP vào game ha. Để mình ra mình fake IP lại cái. Rồi sau một hồi lắc thì bây giờ mình đã vào lại được con game ha. Rõ khổ chán. Chơi mấy game này là vậy đó các bạn. Hay bị lỗi hay bị lắc này lắm. Ok, vào game ha, chọn vật này đi. Với lại cái cấu hình của nó nặng quá. Tí nữa là mình kham không nổi luôn. Đó, các bạn thấy không? Mình đang chơi trên PC ha. Mà nó còn ngốn RAM, ngốn này, ngốn kia, ngốn rất là nhiều luôn. Khổ, rõ chát. Sau một thời gian thì cuối cùng cũng đã vào được con game ha. Binh vàng luôn rồi, đậu phộng 3 số 9 luôn. Ngon lành. Ngon lành. Đang level 1 ha. Ok ok. Giờ nó giảm binh xuống rồi chúng ta thâu ha. Giờ đánh đấm cũng đâu có được gì đâu. Rồi binh 9 nữa rồi. Game rất hay ha, nhưng mà rồi xong luôn, xàm lắc luôn. Xoay điều, xoay điều, xoay điều. Mà tắt nó đây, đậu phụ. Không thấy đường luôn, đậu mã. Ok, trời trời trời, má ơi, binh kìa. Ok ok. Thì chắc mai mốt chắc bỏ tiền ra mua cái phần mềm mà pay IP cho nó tốt tốt chút chứ lắc quá, binh 999. Trời ơi. Ok bây giờ chúng ta thâu đi. Thôi chạy nhiệm vụ chỉ cho mệt. Level 200. Ok. Rồi đó, level. Là chỉ có tiền, chưa có tiền bây giờ đâu. Bây giờ chưa có tiền đâu. Đó, 200 rồi ha. Rồi anh em nào muốn trùng sinh thêm thì dứt lên nhớ coi 2000 phải không ta. Hai ngàn là dứt nhiều quá rồi, 2000 thôi. Ok, 500, rồi lên luôn. Ok, chuyển sinh được rồi ha. Rồi, đó, chuyển sinh rồi đó. Bỏ cái này đi. Rồi bây giờ đâu mất rồi ta. Tiền đâu mất rồi, mất rồi. Đây, 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 đây. Thấy rồi, thấy rồi. Bịch, đuôi. Quay đều, quay đều, quay đều. Đâu nữa nè, đâu mất rồi. Ít 200,
nâng luôn ha, thổi chút thổi phải ngồi nâng tay ha, đó hướng dẫn các bạn thâu nhiệt tình vậy thôi chứ còn gì nữa. Đó, open open hay save. Ơi 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 ơi, rồi bình bình 3 số 9. Ồ hên quá hên quá, chưa má ơi, chơi này mà hồi hộp vãi. Chưa ờ quay ok trời ơi má ơi, bình đỏ chét luôn. Trời ơi 4 số 9 3 số 9, trời. Đây thâu tiền thâu vàng, thâu muốn thâu cái gì trong này thì thâu nè, đó ok. Cái này hình như là thâu tiền gì đó, không nhớ rõ cho lắm, cứ để cho nó mát đi. Đó đầu con thù má hết hồn, cái game này hồi hộp yếu tim quá các bạn ơi. Rồi bây giờ tao vào shop nè. Đâu rồi shop đâu. Rồi bình 800 luôn. Ây da lắc vui. Mày lắc thật luôn đó các bạn. Á à, ui. Binh nè. Trời ơi. Đồ họa đẹp ha, góc quay 3D, 2D gì đó. Hey, đây là cái một số hình ảnh cũ ha. Tại vì chắc hình ảnh mới không có vào được. Bà mẹ nó lắc quá. Thay phần mềm Play IP của mình hết cái thời gian quay trong ngày rồi ha. Đù lè luôn, mai mốt cho bỏ tiền ra mua cái phần mềm Play IP bản quyền luôn quá. Đó. Thì con này có bạn nào tải về chơi được thì chơi ha. Nhưng mà mình nói trước là nó rất là nặng nha. Nội cái game không là tải về giải nán và cài đặt không là khoảng 5-6GB rồi đó. Anh em nào chơi thì nên suy nghĩ cân nhắc trước khi chơi ha. Thì thâu full game ơi ha. Đó, game ơi in game. Anh em nào chơi thì hồi nãy mình có hướng dẫn cho các bạn thâu á. Còn mà tiếp tục thâu ra sao thì cái đó thì các bạn tự mò mẫm ha. Đó, mình hướng dẫn cho các bạn thâu level trùng sinh cũng như là một số cái khác á. Thâu thì thâu càng nhiều thì càng mát và càng lắc thôi chứ không có gì ngon hết nè. Quay IP của mình hết hạn quay rồi chứ không thì vào test cho các bạn cho nó rõ hơn. Những cái này thì cũng ok rồi ha. Đó, đây là những hình ảnh rất là chân thật. Vào game được nha, chứ không phải là không được nha. Nhưng mà tại vì nó lắc và phần mềm Play IP hết hạn mẹ nó rồi. Trời ơi, chua lắm các bạn ơi. Bổ béo gì đâu. Má làm có con game không buồn ngủ luôn. Thì các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh của HellVKT ha. Còn anh em nào đăng ký rồi thì có thể cho mình một like, một share. Và cũng như là đừng quên comment xin biết ý kiến ha. Nhớ share vào những cái group trên YouTube rồi nha các bạn. Giúp mình tăng lượt tương tác, tăng lượt tăng lượt tương tác, tăng lượt ấy này nọ giúp mình ha. Nói chung là tăng sub đồ lên, ủng hộ cho HellVKT ha. Rồi anh em nào thấy hay thì cứ tải về mà trải nghiệm.
Còn chắc con game này mình chắc cũng không có nhận hỗ trợ gì đâu. Tại vì thâu gầm ơi mà in game nhưng mà lắc banh bọng kiểu vậy là thấy. Nói chung là đồ họa đẹp đó, vào game được đó. Đó, nãy giờ các bạn thấy đó, vào game được nhưng mà nó lắc quá. Còn Play IP thì của mình nó hết hạn rồi, không phải test nhiều hơn cho các bạn được. Rồi, chào tạm biệt các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Nhớ like và share giúp mình nha các bạn. Và đừng quên đăng ký kênh nha. Bye bye.